vừa mới bàn luận cây nào sôi nổi lắm ở chỗ này. Bác từng cái súng này ông bán rồi. Mặt trong cũng như mặt ngoài được. Lên hình nó cứ bị tít ra nhỉ. Đó.
cả lên hình ngày xưa. Có quả là được rồi, sung có quả là được rồi. Bên này chắc bổng khác. Cây này bao nhiêu bác? Cây 1.8 triệu. Hay nhỉ? Hay làm không được. Thế quay xong quay bây giờ tí nhá. Cái gì? Nét đi. Tôi hỏi xong mà cái cây này, cây chi này mang mang vào đâu? Nhà ông Tân bán trong phần á? Không chưa, mang vào mình muốn gài giá cái này rất tầm bao giá. Muốn gài như nào đó? Gài chứ mà gài ấy. Muốn ý tưởng mình là làm như nào? Ý tưởng gài vào các này đẹp hết nhỉ? Bậy biết khó rồi. Cái chi rất đẹp và như ước chừng khoảng mất bao lâu cây này làm đá, khoảng khối lượng đá nhiều? Ý tưởng mình làm nhẹ nhàng đó. Chắc tầm loanh quanh. Tại vì hôm tối đa là 5 củ tối đa. Còn nó khoảng độ tối thiểu trong khoảng 2 triệu. Đông trùng chít người mua vào cho nên là hơi khó. Cây bé bé ông làm cho anh em đấy là đồng rưỡi đấy, tí công việc mình đá đấy. Mọi nhìn thấy ông làm với 2 cây thôi, bảo hay ông làm đá thì hay, nhưng mà thế là đấy, xong như là nếu mà mình thương mại thì khó. Khó nếu mà để gửi cho mình thì chẳng biết quỷ khách cây này được. Em muốn là cài đá, nếu mà cây này mà gài đá thì lại phải cộng thêm cái chậu nữa, cái khay nữa, nhưng mà cũng lên giá cũng tầm 5 củ trở lên tùy chất liệu. Còn đá công thì tối thiểu khoảng 2-3 triệu. Cứ thử mang vào hỏi ý tưởng mà em muốn làm như này là khoảng bao nhiêu đấy. Cái áo ở trong này à? Đâu, đằng cuối đằng kia, cuối đằng này, cuối này, cứ đi thẳng cái đường này cuối đấy. Cái này là cái chậu xi măng hay nhỉ, mát cây hay. Dài chắc còn được quả của 30 nhỉ? 30 có được 30 không? Không được. Rộng chắc khoảng độ rộng khoảng 15. Trồng đồ mini si đắng làng hết, tay chuột thì nhiều. Đây, thả nước cho nó tập đều. Cái này tập đi được. Mua cái ổi trong kia. Đấy, cái đường đi được cái chậu này là lên form. Ở hai đầu là cũng tranh đầy đủ hết chứ đâu. Đều có hoa văn đầy đủ hết. Mặt này mỗi mặt một cái tích khác nhau. Cái này là về cứ về thả vào cái bể nước mưa là lên rêu nhá. Cũ nhìn mình mắt. Nếu mà riêng cái chậu này thì có bán chắc không nhỉ? Chậu này ạ? Chậu này mua rất giảm, nhưng mà chưa đến trăm. À nó có bán gì? Có mà. Đâu? Để về trồng mấy cây chi tay chuột đắng làng ấy. Mà tôi thấy được thì mang đây lấy cái gì đấy. Nó có cỡ nào to hơn tí? Có cỡ to hơn ở cảnh này khác. Okay. Tí để tí bác đọc cho cái số để lấy cái Zalo không là chụp mấy cái ảnh quyền bố đâu nọ lưu là cái gì? Tôi 096 221 5588 0962215588. Đây. Vô tôi mang lên cái ông đấy. Trồng xi măng nó mát, nó hợp mấy cái đồ mấy chục thôi. Nó mát nó hợp với đồ sân xi. À ok. Đấy. Được. Để ông nào cây dùng cây cổ đi ạ. Cây này nó đúng thẳng ra. Bây giờ mình không ra bóp chậu nhỏ hơn nữa. Trồng trộn đồng. Rồi. Cái loại này thì chỉ hợp xanh chi. Xanh chi với cây ta. Đúng là bonsai bác luôn, không mà tầm này không ra bóp. Đó, gió bất này. À đúng rồi, dẹt này. Vừa dẹt vừa khô.
cây này sang xuân để sang xuân. Chờ mày không mang mang đi chợ thì mang bán rồi bán được cây này kể cả đấy. Mang về riêng bởi vì từng vi nó bé ít khó kiếm được khó. Còn cái chậu này là ông nào tín đồ xanh si chơi được nó mát mà thả nước thì nó nhanh cũ.